Hôm nay hở cái nóng ở Bình Thạnh, ngày mai mua cái lạnh ở Sapa. Hôm nay tập gym ở quận 8, ngày mai bánh của Asala. Hôm nay uống cà với sữa đá, ngày mai nghe nhạc cho mai ca. Tất cả điều đó đều có thể sẽ ra nếu cho anh tập trung vào cơ thể này. Và all of my homies are running and running, we rap and spinning the block when the clock is about to get funny. It's time to get some money. Anh muốn tốt hơn cho anh chị em anh, anh muốn đủ bàn trái cây kèm chép anh, anh muốn bố mẹ không còn thức sớm chạy xe quá tốc độ mấy anh bạn ở trong xóm anh. Anh muốn di chuyển đeo nặng và sáng, nhìn anh nay nghèo nhiều khi chiều mai sáng. Nếu không muốn phải lại cần mùi khói, nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ mang xe. Phương xe còn nóng mỏi khi bụng đói, phải săn vậy để không để thời gian trôi qua. Anh này ngồi sau chiêu xe và dẫn lối, nhưng sẽ không bao giờ quên chuyện ngày hôm qua. Em ơi em ơi em à, em ơi em ơi em là. Anh sẽ mua bật kèm bật váy đi cô, nhưng mà những việc chưa với xong đã. Ok, em ơi em ơi em à, shut it. Em ơi em là. Nếu mà không làm việc đó thì khi đuối tiếc nên không lãng phí mọi thứ lấp lánh. Không phải để khoe vết sẹo trên người, không cần thiết phải che. Sao đi tan chân thành không từ màu mè. Lời nói thật lòng chưa bao giờ dễ nghe. Không bị chất đóng, anh luôn hăng say. Tôi đã thời gian, tiền bạc chất đầy. Quên đi nỗi đau, gạt đi đắng cay. Anh thang thịnh vượng, đi vui đâu đây. Năm nhớ, mười nhung, tình cảm trọn vẹn khi có người vùng. Người thăng hoa, kẻ mông lung. Người sao hoa, kẻ ung dung. Anh muốn xây nhà cho mama. Còn bồn ba, anh muốn tìm mình không còn hoa đa. Yêu em nhiều hơn như ngày hôm qua. Anh muốn dây chuyền đeo nặng và sang. Mấy thằng này nghèo nhiều khi chiều mai sang. Không muốn phải lại cần mùi khói, nhưng nếu cần thiết thì anh sẽ mang sang. Làm đẹp cho đời không cần công cán. Bằng tính lương thiện là do trời ban. Dù cho người già hay là trai trẻ, cùng rằng ngày mai phú quý giàu sang. Em ơi em ơi em à, em ơi em ơi em là. Cho tàn thêm bay kho vàng trên tay ly rượu thêm say. Vô cùng em đêm nay. Em ơi em ơi em à, em ơi em ơi em là. Hào quang xung quanh tôi mắt long lanh, tâm hồn mong manh em đẹp như trong tranh. Em ơi em ơi em à, em ơi em ơi em là. Anh sẽ mua bật kèn mặc váy đi cô, nhưng mà những việc chưa với xong đã. Ok. Em ơi em ơi em à, em ơi em ơi em là. Nếu mà không làm việc đó thì sẽ khiến nuối tiếc, nên không có lãng phí một channel. I'm making a change, I show them some love, I say khi ngồi rùng mình. I'm fighting the way, tiền to ở trong cơm, mong sẽ ngân người cùng mình. Anh nói chuyện hip hop được chiếu trên TV, muốn được phải đẹp tôn vinh. Là thế tiếp bước, anh không làm cho xe, anh làm vì routine. Anh mong ngày mai tươi sáng, không còn nhà lính, không tính nhà quan. Anh mong ngày mai ấm áp, vạn sự như ý, phúc lộc trời ban, trói sáng. Kiều sa, ngọc ngà, thiều hoa, sương gió, phong ba, say đắm, lòng ta. Và đây là Minh Lai, Shirley Tang. You know, money the money team. You know what we do? Shout out to Andre, shout out to World Cup. World Cup. You know what we do? Cheat. Yeah. Minh Lai, Sóc Thăng, và World Cup. World Cup, cái beat nó có khó làm lắm không để dung hòa hai cái cá tính này? Một người rất là bộc trực, thẳng thắn, còn một người thì rất là đàn ông, lãng tử. À? Đây là beat mà em với Andre chắc là tâm đắc nhất trong vòng này. Và cũng bất ngờ là Shorty Tang và Minh Lai đã cùng kill cái bài này. Xin chúc mừng cả hai bạn. Cái beat này có một điểm đặc biệt nữa về nó là đây là một bài rap nói về cuộc sống, nhưng mà là không phải là một beat mang năng lượng nhiều, nó là beat nhẹ nhàng. Để cho mọi người có thể nhìn được cái khía cạnh tích cực của cuộc sống. Vì sao bạn lại chọn xuất hiện ở bài này nhỉ? Do mê cái beat này nhất hả? Mê cái beat này nhất với cả đưa cái phần guitar của bài lên sân khấu. Nên là yeah, cảm ơn anh Andre. Cảm ơn sự xuất hiện của World Cup đã hỗ trợ cho phần thi của Hydration. Cảm ơn bạn. Bài biểu diễn vừa rồi, Việt Daddy có thích hay không? Thật ra là bài hát này em đang thích nhất từ đầu chương trình đến giờ của Andre. Khi mà em đọc lời của Minh Lai như là cái vòng 1 của bạn ấy thì em vẫn chưa có nhiều cái sự ấn tượng. Nhưng mà lần này thì khác. Anh rất là thích cái flow mà em đã làm và anh rất là thích cái hook bài này. Về Shorty Tang thì anh ấn tượng về cái nội dung của em hơn khi mà em đưa ra được những cái hình ảnh và những cái sự tương phản ở trong lyrics của em. Nói chung là cả hai bạn đã hỗ trợ cho nhau và đều có được những cái hay riêng. Và đây là một bài hát mà anh rất là thích. Cảm ơn. Cảm ơn anh mà yêu. My B-Rate. Cái cách deep flow, cái cách xử lý bài nhạc của Minh Lai rất là tây, nghe nó rất là đã.
Show Đi Tên thì nó mang một cái gì đó nó rất là chân thành, rất là chân chất. Và đây là một cái bài nhạc em cũng rất là thích. Nhưng mà để gọi là nghiêng về một phía, em sẽ thích Show Đi Tên hơn. Dạ, cảm ơn anh B-Ray. Mời anh Thái. So far, this is probably my favorite song of the day. I love the beat, the guitar sounds crazy on it. I think both you guys wrote the beat really well. Like both you guys killed it, you know, the flow, your cadence. I think Shorty Tang did good on round one. This one you're more mellow, but this round I think Min Lai, he shined on this one, you know. But you still did good too, bro. The only line I hear trong cái bản này is the but not uống cà phê sữa đá or something like that. Cảm ơn anh Thái. Chắc phải hỏi sư phụ tụi em, Andre thấy sao? Về Min Lai, sở trường của em là về live, nhưng mà trước giờ những cái bài của em nó hơi tối. Thì khi mà em về đội của anh thì anh có nói với em và Shoy Tang là anh muốn mọi người làm nhạc tươi sáng thôi, mang lại cái năng lượng tích cực cho mọi người. Và cái bài này chủ đề anh đưa ra là ngày mai tốt hơn hôm nay. Thì anh muốn khi mà khán giả nghe đến bài này thì ngày mai mọi người muốn lao ra đường làm việc luôn, kiếm tiền. Cảm ơn anh. Còn Shoy Tang, em có nói với anh sở trường của em là old school. Dạ. Nhưng mà khi mà vào vòng 2 này thì anh muốn em làm một cái màu new school, chuyển một con beat drop, thử nghiệm một chút melody, và em cũng đã làm rất là tốt. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh. Cảm ơn Bồng. Charik, em thấy sao? Ủa gì vậy? Không hiểu luôn á. À, có người phiên dịch, xin mời phiên dịch viên Su Boy. Đây là phiên bản Min Lai em muốn xem ngay từ vòng đầu. Cảm ơn anh Andre đã chọn type beat này cho Min Lai. Còn về phần Shorty Tang cũng tiến bộ về flow và hỗ trợ cho bạn diễn nhiệt tình. Carrick xin có lời khen. Cảm ơn anh Carrick. Cảm ơn Carrick. Rất là đồng ý với cái ý kiến của Carrick. Hai cái tính cách của các bạn rất là chân thành, nó làm sáng luôn cả cái nội dung của cái bài này. Và thật sự là Andre phải cảm ơn hai bạn vì phần trình diễn vừa rồi. Ý, em thấy sao? Cái ngôn từ này, cái cách bọn em thể hiện này đều cho thấy cái sự cố gắng của mình. Thực sự là đây là một cái mùa đem đến cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc. Anh rất là yêu thích năm nay á. Cảm ơn Tây. Cái điều anh lo sợ nhất ở Min Lai thì đến vòng này em đã chứng minh cho anh thấy và em đã chinh phục được anh là ngôn từ của mình không hề kém cạnh những bạn có thể viết tiếng Việt. Cảm ơn anh. Yeah, mặc dù là em rất Tây, đúng với cái tên của em là Min Lai. Đây là Mai Linh. À, Mai Linh à? Thôi chị. Shorty Tang có cái sự chân thành, nó sẽ có được rất là nhiều cảm tình của tất cả mọi người. Nhất là ngôn từ của em cực kỳ gần gũi đó. Dạ, dạ. Dạ, những cái ngôn từ anh thấy năm nhớ, mười nhung này, tình yêu trọn vẹn khi có người vun. Thực sự là các bạn năm nay viết những cái mà anh cảm thấy rất là đặc biệt. Và em cũng cho anh thấy cái hình ảnh rất là tìm phiên bản vạm vỡ. Rất đáng yêu luôn ạ. Dạ, cảm ơn anh. Ngày mai đi tập gym vào. Phiên bản vạm vỡ à? Vạm vỡ ạ. Ngày hôm nay khi mà ngồi ở trên ghế thì mình đã được thấy cái sự tiến bộ của các bạn. Tại vì Shorty Tang mới vô rất là rung. Ôi em làm gì, em làm gì. Còn Min Lai thì luôn luôn cúi gầm cái mặt xuống dưới sân khấu. Rồi sẽ nói em lên sân khấu em rất là sáng. Phải không, mọi người có thấy hôm nay là Min Lai có một cái thần thái tỏa sáng hơn rất là nhiều. Yeah. Có thể là cái này phải cảm ơn Andre đúng không nè. Cho Andre nhận xét một chút về Min Lai. Sau khi mà em làm cái bài vòng 2 á, thì anh trở thành một người nghe nhạc của em thường xuyên hơn. Bởi vì em có một cái flow rất là quái vật. Em biến chuyển nó mà anh cũng không ngờ là khi mà anh đưa cái type beat này ra cho em mà em có thể làm được như vậy. Rất là quái dị luôn. Cảm ơn anh. Min Lai xưa giờ flow vẫn dị. Chẳng qua là hay viết tiếng Anh quá cho nên mình không biết là vào rap Việt như nào thôi. Ok, và anh Thái. Today probably Min Lai. Cảm ơn Thái. B-Ray. Em sẽ chọn Shorty Tang ạ. Cảm ơn B-Ray. Mày biết sẽ rất là khó để mà đưa ra được cái sự lựa chọn. Tại vì là cả hai bạn này đều là những người mà rất là bươn trong cái chủ đề này. Nhưng mà nếu nhỉnh hơn một chút về sự lựa chọn thì chắc là em sẽ chọn Min Lai. Tại vì em rất là thích flow của bạn. Cảm ơn Bích. Min Lai 2/1. Ok, và mời Shorty Tang kêu gọi bình chọn cho mình. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, đây rồi. Mình đã sử dụng hết tất cả các sức lực của mình, 200-400-1000% để mà mình thể hiện cái tiết mục của ngày hôm nay cùng với lại Min Lai. Mong mọi người bình chọn cho mình nhiều hơn nha. Cảm ơn mọi người.
Lần sau em đề ba nhẹ lại một xíu nãy anh xém té. Ừ. Dạ dạ. Nhưng mà thật ra đó là một cái đề ba tốt. Mời Minh Lai. Mình là Minh Lai, mình đến từ Under the Hood. Ở đây có ai biết Under the Hood? Under the Hood, Minh Lai so good. One more time, Under the Hood, Minh Lai so good. Under the Hood, Minh Lai so good. Nhớ nha. Thông minh. Và 10 giây bình chọn bắt đầu. Và kết quả bình chọn, xin mời. Shorty Tang 32 điểm và Minh Lai 68 điểm. Ban giám khảo sẽ quyết định thí sinh bước vào vòng trong. Mong là thí sinh này sẽ có những bước tiến rõ ràng nữa khi được bước vào vòng sau. Xin chúc mừng cho mừng Minh Lai sẽ bước vào vòng trong cùng với Team Andre. Dạ, em cảm ơn mọi người. Và Shorty Tang của chúng ta sẽ vào vòng thi 83. Hãy cổ vũ và tiếp tục ủng hộ cho Shorty Tang. Cố lên nhá, cố lên nhá, cố lên nhá. Em cảm ơn mọi người. Mình là Minh Lai đến từ Under the Hood và The Money Team. Hiện tại cảm xúc của mình đang rất là hạnh phúc và phấn khởi bởi vì mình đã làm lung lay được 68% khán giả bình chọn ở đây. Mình xin hứa rằng mình sẽ chinh phục nốt 32% khán giả còn lại ở vòng bứt phá. Hãy theo dõi Rap Việt mùa 3. Cheers.